Võ Hoài Nam, từ cậu bé lang bạt đến ca lạ của màn ảnh. Võ Hoài Nam sinh năm 1965 là một nam diễn viên người Việt Nam từng nổi tiếng với vai trọng trong bộ phim Vua Bãi Rác của đạo diễn Đỗ Minh Tuấn năm 2002. Anh được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vào năm 2007. Đã từng nổi lên với nhiều phim nhựa của các đạo diễn danh tiếng như vai trọng trong Vua Bãi Rác, nhưng phải đến Cảnh Sát Hình Sự và Chuyện Phố Phường thì cái tên Võ Hoài Nam mới thực sự đi vào lòng khán giả xem truyền hình. Khán giả biết đến Võ Hoài Nam như một diễn viên tài năng, nhưng đột nhiên anh rút khỏi màn ảnh nhỏ, để lại nhiều tiếc nuối. Rồi mấy năm gần đây lại thấy anh xuất hiện trở lại với vai trò của một đạo diễn phim. Hóa ra đằng sau những góc khuất của người nghệ sĩ tài danh này là một câu chuyện dài. Tuổi thơ dữ dội của ông vua Bãi Rác. Bố mẹ Võ Hoài Nam ly hôn khi anh mới lên 2. Kể từ đó, Võ Hoài Nam sống mà như một đứa trẻ không có gia đình, lớn lên tự nhiên như cây cỏ, cùng sự đơn độc, luôn gồng mình để đề phòng vì không có ai bảo vệ anh ngoài chính mình. Anh tự nhận mình là một sản phẩm lỗi, một sự cố ngoài ý muốn của cha mẹ mình. Lên 2 tuổi, cha mẹ chia tay, anh trở về sống với cha. Bởi là sản phẩm lỗi nên người ta không đủ sức để yêu thương chính đứa con mà mình rứt ruột đẻ ra. Cha mẹ giận nhau, trách nhau, rồi cứ thế vô tình lây sang cả con. Tuổi thơ của anh là một nỗi giận hờn và tủi thân vì thiếu thốn, mà cái thiếu thốn nhất là tình thương. Đến lớp, bạn bè kỳ thị, sầm xì đã đành. Đến khi nhìn con người ta có đủ cha đủ mẹ, từng miếng ăn cũng phải dỗ dành, cưng nựng, Võ Hoài Nam cũng đến chảy nước mắt ra vì tủi cho mình. Buồn nhiều, khóc nhiều, nhưng anh không chai sạn đi được, chỉ ngày càng khoét sâu vào trong lòng sự mặc cảm không phai. Đất nước giải phóng, anh vào Sài Gòn sống cùng ông nội. Năm 13 tuổi, lại trở về sống với cha ở Hà Thành. Lúc bấy giờ, mẹ kế đã có thai. Cuộc sống lang bạt, nhà ga, xó chợ đã đến với anh như một thôi thúc về cái đói và để giải phóng mình khỏi sự ngột ngạt của gia đình. Hút thuốc, uống rượu, đủ cả, cái gì cũng được học, cái gì cũng biết, rồi tự rút ra cho mình những thứ mình cần và muốn cũng như nên làm. Đầu đường xó chợ đã dạy tôi nên người. Không mấy người đủ dũng cảm để có thể nói lên những điều như vậy. Suốt những năm tháng tuổi thơ, việc anh nhớ nhất là chuyện đánh nhau. Ai lỡ đi vào đường anh đang đi, anh cũng đánh. Ai nhìn không thích, anh cũng đánh. Hỏi anh lỗi lầm lớn nhất anh mắc phải thuở nhỏ là gì, anh bảo: chẳng biết, vì với tôi đánh nhau không bao giờ là lỗi, vào đồn thì tôi quá quen. Bạn phải hiểu rằng khi một đứa trẻ lớn lên như cục đất, cục đá, không biết được điều gì đúng hay sai, thì với nó không việc gì được gọi là có lỗi. Vậy có khi nào anh chớm bước xuống bùn đen? Ôi, tôi đã ngập nửa thân mình trong bùn rồi ấy chứ. Thế điều gì làm anh nhận ra anh cần phải bước ra khỏi đó? À, đó là khi tôi đi bộ đội về, tôi chợt nhận ra mình không thể tiếp tục thế này. Phần thiện trong con người tôi trỗi dậy, buộc tôi phải sống khác. Thành công muộn, nhưng chất của chàng nghệ sĩ lãng tử. Đi bộ đội về, Võ Hoài Nam sang Nga lao động xuất khẩu. Ở đó, anh đi buôn bia. Được hơn một năm, Võ Hoài Nam bị trục xuất về nước vì tội đánh nhau. Anh đánh một khách hàng nợ tiền mình, một gã Tây không trả tiền cho anh. Cuối tháng, vợ nó đến tận nhà máy của nó lĩnh lương. Tôi không tài nào đòi được, lại phải đánh thôi. Về nước, Võ Hoài Nam vào học diễn xuất tại nhà hát kịch Trung ương, nhưng cuối cùng lại bỏ thi tốt nghiệp vì không phục thầy. Năm 1991, sau 3 năm theo học tại nhà hát kịch Trung ương, Võ Hoài Nam được đạo diễn Hà Sơn mời tham gia vai chính trong phim nhựa Truyền thuyết tình yêu thần nước. Kể từ đó, anh thể hiện nhiều vai diễn khác nhau và gặt hái nhiều thành công, trở thành một trong những tài tử nổi tiếng nhất của màn ảnh phía Bắc. Trong suốt thời gian tham gia hoạt động diễn xuất, Võ Hoài Nam tham gia trên dưới 10 phim nhựa của các đạo diễn Lưu Trọng Ninh, Đặng Nhật Minh, Trần Phương. Năm 2003, vai trọng trong bộ phim điện ảnh Vua Bãi Rác của đạo diễn Đỗ Minh Tuấn mang lại cho anh giải diễn viên trẻ xuất sắc nhất trong Liên hoan phim châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 47 tại Busan, Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có giải ở hạng mục này. Vai trọng trong phim Vua Bãi Rác có thể coi là vai diễn đề đời, ghi dấu ấn lớn trong sự nghiệp điện ảnh của Võ Hoài Nam. Ở lĩnh vực truyền hình, Võ Hoài Nam ghi dấu ấn với phim Chuyện Phố Phường
sản xuất năm 2005 của đạo diễn Danh Dũng và phim Cảnh sát hình sự phần 1. Năm 2007, anh được nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Có thể nói, nghệ thuật mà cụ thể hơn là diễn xuất đã làm thay đổi một bước cuộc đời anh. Khi được hỏi, sự nổi tiếng mang lại gì cho cuộc sống của anh không? Võ Hoài Nam hài hước. Chẳng có gì hết, ngoài một chút phiền toái nho nhỏ khi đi đường bị trẻ con chỉ mặt. Ê, thằng Võ Hoài Nam kìa. Ở xứ mình, ca sĩ diễn viên thường gọi kèm danh xưng thằng ở phía trước. Có bao giờ được gọi là ông đâu? Nhắc về sự kén vai của mình, Võ Hoài Nam bảo: cũng có người nói sao tôi không bớt nóng tính đi để được người ta mời đóng phim nhiều hơn. Nhưng tôi đóng phim không phải để kiếm tiền. Tôi kiếm tiền thì đi làm việc khác, và nóng tính là bản tính của tôi, chứ tôi cũng chẳng muốn vậy. Nên giờ tôi ngại ra ngoài tiếp xúc lắm, chỉ thích ở nhà. Bởi vậy mà tôi mở quán, vừa được ở nhà, vừa có thể kiếm sống. Năm 2011, sau 8 năm ở ẩn, Võ Hoài Nam đã trở lại màn ảnh trong bộ phim võ hiệp hài hước Song Hùng Kỳ Dị. Anh vui vì đã ở tuổi gần 50 mà vẫn được đóng vai 30 tuổi. Việc nhận lời vai diễn này cũng thể hiện đúng chất Võ Hoài Nam. Tự dưng tôi thấy thích thì lại quay lại đóng phim thôi. Bỗng nhiên nổi hứng thì nhận lời. Tôi nghĩ chắc cũng có một cái duyên gì đó. Lần đầu tiên trong đời tôi không biết kịch bản như thế nào, đạo diễn là ai mà vẫn nhận lời đóng phim. Vác túi lên máy bay vào Nam, tôi dắt lưng kha khá tiền với tinh thần nếu gặp ekip ưng ý thì cùng làm việc, còn nếu không thì coi đó như một chuyến đi chơi rồi lại quay về. Không ngờ lại hợp duyên và làm việc liền 3 tháng rưỡi mới ra. Nếu đọc trước kịch bản phim này thì có khi tôi cũng sẽ không nhận lời tham gia đâu. Võ Hoài Nam kể, sau phim này anh lại tiếp tục ở ẩn. Kết thúc đẹp của câu chuyện tình động trời, ăn cơm trước kẻng. Năm 1995, cô sinh viên trường múa Lan Anh, diễn viên diễn xuất trong clip bài hát Đóa Hoa Vô Thường, tốt nghiệp, nhận đóng quảng cáo cho một hãng sâm của nước ngoài. Đóng cặp với cô là diễn viên đang nổi Võ Hoài Nam. Nam trầm tính, ít nói, Lan Anh sôi nổi, hoạt bát. Nét trái ngược của hai tính cách ấy làm nên sự ăn ý cho đôi bạn diễn. Năm ấy Nam vừa tròn 30, chuyện lấy vợ đẹp với chàng diễn viên đang lên không khó. Nhưng nét hồn nhiên và tiếng cười trong trẻo, giòn tan của cô gái Hòa Bình mới 18 tuổi đã khiến anh siêu lòng. Nam chủ động làm quen. Nhắc lại chuyện này, Lan Anh cười nói: nhìn anh ấy hào hoa lãng tử thế, cứ tưởng sát gái lắm, thế mà vò đầu bứt tai mãi mới nói, anh chở em đi lòng vòng được không? Cũng nhờ cả hai lấy hết can đảm lòng vòng mà câu chuyện tình yêu mới được mở ra. Nhìn Lan Anh cười rạng rỡ, Nam than thở: cứ tưởng đầu xuôi đuôi lọt, bố mẹ đang mong mình lấy vợ, ông bà chắc sẽ mừng khi dắt cô con dâu tương lai về. Vậy mà khó khăn mới chỉ bắt đầu. Cái là mình mê ở cô ấy lại khiến ông bà ngại. Liệu cô gái trẻ trung thế có thể lo toan được cho gia đình được không? Bố mẹ Lan Anh cũng không hài lòng trước sự lựa chọn của cô. Họ không muốn cô con gái trẻ trung của mình lấy người chồng hơn hẳn một giáp, lại thêm cảnh sống phiêu bạt với nghề của Nam cũng khiến ông bà không yên tâm. Họ vẫn yêu rồi về sống thử với nhau, cho dù lúc bấy giờ quan niệm xã hội vẫn còn chưa cởi mở lắm. 3 năm có thể gọi là thử thách cho cả hai người. Mãi đến khi Lan Anh có bầu được 3 tháng thì cưới. Lúc bấy giờ còn thuê nhà ở Trung Tự để bán hàng, bố mẹ vợ dưới Hòa Bình cũng xuống ở cùng. Võ Hoài Nam kể, ông bố sốt ruột hỏi: sao không chịu cưới đi, cái bụng cứ to lên dần rồi. Tôi tỉnh queo đùa: thế bố vợ đã kết con rể chưa? Kết thật chưa? Kết rồi thì cưới. Nói là làm, một tuần sau đám cưới diễn ra, tưng bừng, khiến xung quanh tưởng là đang đóng phim. Bạn bè anh em nhiều, xe máy đuổi xe Jeep, lại thêm máy quay dẫn đầu, người ta tưởng lầm cũng phải. Nam diễn viên nhớ lại: anh quan niệm cưới to cưới nhỏ không quan trọng, cái quan trọng là về sau khi cưới người ta sống với nhau như thế nào cho phải. Chỉ có một cái tủ gỗ, 2 cánh cửa bị mọt, người ta không buồn chuyển đi, thế là ngả xuống, ngửa lưng tủ ra, trải lên một cái đệm mỏng là thành giường cưới, rồi cứ thế mà sống với nhau trọn nghĩa vợ chồng cho đến nay. Vợ anh thì tình nguyện bỏ nghề ở nhà để chăm sóc chồng con, với người khác thì phải đấu tranh nhiều, nhưng với cô, được ở bên anh là hạnh phúc. Ngay cả khi cát xê không đủ tiền trang trải cuộc sống, cô vẫn vui vẻ động viên anh được làm nghề. Bây giờ Võ Hoài Nam đang công tác tại hãng phim truyện Việt Nam, anh và vợ cũng đang kinh doanh một quán ăn nhỏ. Cảm nhận về vợ sau ngần ấy chuyện đã qua, anh chỉ trả lời một câu: tôi không còn cảm được nữa, một người phụ nữ đã như là máu thịt, đã hòa làm một với tôi rồi thì không còn có thể cảm nhận được nữa.
Anh bảo vợ mới chính là món quà lớn nhất mà cuộc đời dành cho anh. Vợ là thứ nhất, rồi mới đến con. Từ rất sớm, Võ Hoài Nam đã dạy cho các con tính tự lập. Từ nhỏ, các con của anh đã phải phụ giúp bố mẹ trông coi quán. Không phải vì thiếu người, mà bởi anh muốn tập cho các con biết yêu lao động và trân trọng đồng tiền kiếm được. Với anh, hạnh phúc gia đình vẫn hơn vạn lần ánh hào quang sân khấu.